Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Hoàng Yến Vlog. Mình là một YouTuber mới. Hiện tại mình đang sinh sống ở Bình Lục, Hà Nam. Những video mình chia sẻ tới mọi người chủ yếu xoay quanh về cuộc sống thường ngày của mình. Bên cạnh đó sẽ có rất nhiều những clip thử thách cực kỳ thú vị. Mọi người hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cũng như theo dõi những clip mới nhất từ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.